Khi bị lực lượng chức năng truy bắt trong đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, một nghi phạm lái xe container đã bỏ trốn, vứt ma túy từ xe xuống đường nhằm phi tang ma túy. Đây là thời điểm lực lượng thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức C04 Bộ Công an, truy bắt các nghi phạm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào, tỉnh Điện Biên đi các nơi như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang để tiêu thụ. Đường dây do các nghi phạm Quảng Văn Thành và Bạc Cầm Anh cầm đầu. Hiện các nghi phạm này đang lẩn trốn tại nước ngoài. Những thông tin liên quan chuyên án này được thông tin sáng 18 tháng 6 năm 2024 trong hội nghị cung cấp thông tin một số chuyên án lớn mà cơ quan này triệt phá thời gian qua nhân tháng hành động phòng chống ma túy. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sau thời gian trinh sát, ngày 7 tháng 3, lực lượng thuộc cơ quan này bắt quả tang nghi phạm Vi Văn Lượng, 18 tuổi, quê ở tỉnh Điện Biên và Hoàng Văn Tín, 26 tuổi, quê Hà Nội khi đang giao nhận ma túy tại bến xe nước ngầm, thu giữ 34 kg ma túy. Khám xét khẩn cấp kho hàng và chỗ ở của hai nghi phạm, cảnh sát thu giữ thêm 26 kg ma túy. Qua khai thác, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt khẩn cấp và khám xét thêm chỗ ở 5 nghi phạm khác trong đường dây, thu 1,5 kg ma túy và nhiều tài liệu liên quan. Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng của Lào bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây, trong đó có nghi phạm Quảng Văn Thành là chủ mưu, cầm đầu và 2 đối tượng bị truy nã. Trong đó có một đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ án mua bán 1,6 tấn ma túy của bà Trùm Oanh Hà. Tiếp tục điều tra, ngày 27 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm 20 kg ma túy. Trong quá trình truy bắt, một nghi phạm lái xe container bỏ trốn, vứt ma túy từ xe xuống đường nhằm phi tang ma túy. Ban chuyên án đã phối hợp với công an địa phương phát động quần chúng nhân dân phối hợp truy tìm và phát hiện, thu giữ thêm 6 bánh heroin do nghi phạm ném xuống đường khi chạy trốn. Trong chuyên án này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 81,5 kg ma túy các loại. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận đã nhiều lần vận chuyển ma túy trót lọt về Việt Nam, mỗi chuyến từ 30 đến 50 kg. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá hơn 14.000 vụ, bắt hơn 23.000 đối tượng, thu gần 200 kg heroin, 882 kg cần sa, 2,34 tấn và 1,47 triệu viên ma túy tổng hợp. Trong đó, riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá 33 vụ, bắt 138 đối tượng, thu hơn 81 kg heroin, 25 kg ma túy tổng hợp dạng nước và 82.000 viên ma túy tổng hợp. Sáng 18 tháng 6 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Bùi Văn Tấn, 48 tuổi, 8 năm tù, Lương Ngọc Vũ, 44 tuổi, 13 năm tù và Lương Kim Quang, 30 tuổi, 8 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Bùi Văn Tấn nguyên là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, Lương Ngọc Vũ là đăng kiểm viên, còn Lương Kim Quang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và kỹ thuật LKQ. Năm 2019, nhiều chủ phương tiện có nhu cầu cải tạo xe đã nhờ Vũ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo, làm đăng ký xe để tránh bị xử phạt. Vũ nhờ Lương Kim Quang đứng tên thành lập, làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và kỹ thuật LKQ. Tuy nhiên, công ty này không hoạt động kinh doanh, không thực hiện hoạt động cải tạo xe thực tế, không có nhân viên, các chữ ký tên người thiết kế mà mục đích nhằm lập khống hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới, hợp thức thủ tục cấp giấy chứng nhận. Tháng 10 năm 2022, Lương Ngọc Vũ còn nhờ người đứng tên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ kỹ thuật ô tô Trung Bộ. Vũ sử dụng pháp nhân công ty, con dấu, lập các thủ tục biên bản nghiệm thu xuất xưởng và văn bản đề nghị trung tâm đăng kiểm nghiệm thu, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, cải tạo để cấp giấy chứng nhận cải tạo. Lương Ngọc Vũ bàn với Bùi Văn Tấn và được thống nhất về việc Vũ nhận tiền của các chủ xe đã tự ý cải tạo từ trước, có nhu cầu làm thủ tục thi công cải tạo xe. Sau đó, các bị cáo lập hồ sơ thiết kế cải tạo và nộp để cơ quan chức năng thẩm định thiết kế nhằm hợp thức hóa cho các xe đã cải tạo, nhưng không có hồ sơ thiết kế và lập khống biên bản nghiệm thu xuất xưởng. Riêng đối với loại xe không yêu cầu hồ sơ thiết kế, Bùi Văn Tấn chỉ đạo Vũ chỉ hỗ trợ giúp cho các chủ xe chứ không được thu tiền. Được Tấn thống nhất chủ trương, Vũ trực tiếp hoặc thông qua Lương Kim Quang nhận tiền của các chủ phương tiện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo. Từ tháng 2 năm 2020 đến 23 tháng 11 năm 2022, Vũ, Quang đã nhận 655 hồ sơ các loại và tiền của các chủ xe để Bùi Văn Tấn ký cấp giấy chứng nhận cải tạo. Cáo trạng xác định các bị cáo đã nhận hối lộ của nhiều người với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Trong số này, Vũ hưởng lợi hơn 1,1 tỷ đồng, Tấn hưởng lợi 382 triệu đồng và Quang hơn 178 triệu đồng. Số tiền còn lại các bị cáo xử lý các chi phí liên quan.
Ngày 18 tháng 6 năm 2024, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong. Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, bị tuyên phạt 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt với bản án phúc thẩm trong vụ án trước đó buộc bị cáo Quân chịu mức án 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, lãnh 6 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt với bản án phúc thẩm ngày 17 tháng 5 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bị cáo Lan Anh 3 năm tù về cùng tội danh. Bị cáo Lan Anh lãnh tổng cộng 9 năm tù. Bị cáo Phạm Vũ Phong, giám đốc Công ty Nam Phong, lãnh tổng cộng 19 năm tù về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Trương Thị Bảo Trân, cựu nhân viên vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, lãnh án 13 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị cáo Mai Lễ Quyên, cựu trưởng khoa vi sinh Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, lãnh án 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, tại phiên tòa, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức yêu cầu bồi thường sau khi trừ đi 3 hợp đồng đã thanh toán và số tiền còn nợ Công ty Nam Phong, thì số tiền còn lại hơn 11 tỷ đồng. Hội đồng xét xử buộc bị cáo Phong bồi thường cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức hơn 11 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, tháng 8 năm 2020, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức có kế hoạch triển khai xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 để xét nghiệm tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế. Lúc này, Lê Trung Nguyên là nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á đã giới thiệu kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất cho bệnh viện này. Sau đó, Lê Trung Nguyên còn giới thiệu cho bị cáo Phạm Vũ Phong bán kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất trực tiếp từ Công ty Nam Phong với chiết khấu từ 30 đến 40%. Lúc đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân với vai trò giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đã ký các quy định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu xếp hạng nhà thầu. Hồ sơ vụ án thể hiện hành vi của Nguyễn Minh Quân đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức hơn 14,9 tỷ đồng. Thông qua Lê Trung Nguyên, bị cáo Phạm Vũ Phong đã đưa hơn 997 triệu đồng cho nhân viên Bệnh viện Thành phố Thủ Đức để chi hoa hồng cho việc hoàn thiện hồ sơ để Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm COVID-19 cho Công ty Nam Phong. Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Trương Thị Bảo Trân, theo cáo buộc, bị cáo này đã nhận 997 triệu đồng tiền hoa hồng từ Công ty Nam Phong khi thực hiện hoàn thiện hồ sơ để Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm COVID-19. Đối với bị cáo Mai Lệ Quyên, cáo trạng thể hiện bị cáo này đã lựa chọn kit xét nghiệm của Công ty Việt Á để Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đấu thầu dẫn đến thiệt hại cho bệnh viện. Theo đó, bị cáo Quyên đã nhận 100 triệu đồng từ Lê Trung Nguyên thông qua tài khoản của chồng mình. Còn bị cáo Nguyễn Lan Anh đã ký theo ủy quyền 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Công ty Nam Phong và Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 3,1 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, các sai phạm của Lê Trung Nguyên được tách ra xử lý trong vụ án của Công ty Việt Á. Đây là vụ án thứ hai mà bị cáo Nguyễn Minh Quân bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 21 năm tù đối với bị cáo Quân về tội tham ô tài sản và rửa tiền.